mới đàn cầm mi cà rô chỉnh e cho rồi thử alo. Bánh tét bánh chưng nhà ai nấu mà hương thơm lừng, tiếng pháo tưng bừng nó cùng rộn ràng đón chào mùa xuân. Ba má nói năm nay em phải đưa chàng rể về cùng, chơi cho nó hết mấy mùng rồi thì ngồi xuống tâm chuyện đầu cao. Con gái con lưới gì đâu mà ta nói 30 tuổi đầu, ê chàng ê chịch bao lâu thì cái tình là ông bà quá rầu. Ông bà quá.